báo của Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Kính gửi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban Nhân dân, các xã, thị trấn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu, ở trong nước, sau 88 ngày liên tiếp không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ người nhập cảnh trong thời gian cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Để chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn huyện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ yêu cầu 1. Thủ trưởng các phòng ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân liên quan và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1699 ngày 2 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và chỉ thị số 24 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng, như chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt cơ sở khám chữa bệnh. Các cơ sở lưu trú, trường học, khám chữa bệnh thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu hướng dẫn phòng chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. Tiếp tục dừng các hội nghị, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết. Trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn theo đúng quy định. 2. Phòng Y tế huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập khẩu. Thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống lây nhiễm COVID-19 từ nguồn thực phẩm nhập khẩu. Phối hợp các cơ quan lấy mẫu xét nghiệm các thực phẩm từ nguồn nhập khẩu trên địa bàn để xác định đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Phối hợp trung tâm y tế hướng dẫn các phòng khám tư nhân thực hiện ngay việc cung cấp thông tin, cập nhật dữ liệu, khai báo, chấm điểm định kỳ dành cho bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thường xuyên tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện các hình thức xử lý đối với các cơ sở không thực hiện, không đảm bảo an toàn. 3. Trung tâm Y tế huyện trực tiếp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa điều trị bệnh nhân. Tiếp tục đảm bảo công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường. Hướng dẫn các trạm y tế tuyến xã, phòng khám khu vực về khai báo y tế, tổ chức phân loại, hình thức cách ly, các trường hợp phải thực hiện cách ly tập trung. Cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, chuẩn bị cơ sở điều trị dự phòng khi có dịch. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng, thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng. 4. Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với trung tâm y tế huyện triển khai tốt các hoạt động y tế trong khu vực cách ly, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly, dự phòng các cơ sở cách ly đảm bảo các yêu cầu theo quy định. 5. Phòng giáo dục và đào tạo tăng cường kiểm tra có biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học, nhất là thực phẩm nhập có yếu tố nước ngoài. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 tại các đơn vị trường học như thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay theo quy định. 6. Công an huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng và công an cấp xã đảm bảo công tác phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc kiểm tra, giám sát các đối tượng từ nước ngoài vào địa bàn huyện. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng nhập cảnh trái phép, không thực hiện khai báo y tế
và trốn tránh cách ly theo quy định của pháp luật. 7. Các đồn biên phòng trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép theo quy định. 8. Phòng Văn hóa Thông tin và Đài Truyền thanh Truyền hình huyện tiếp tục xây dựng các bản tin, chương trình truyền thông về phòng chống dịch, trong đó nhằm phổ cập tinh thần không chủ quan đối với dịch bệnh trong tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện, hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. 9. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn điều tra lập danh sách tất cả các trường hợp đi và đến liên quan đến bệnh nhân 1347 và báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện để đưa đi cách ly tập trung gồm các địa điểm sau: nhà ở bệnh nhân tại phòng 305 số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 28 tháng 11 năm 2020. Trung tâm Anh ngữ Ki English tại 59 huyện Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 28 tháng 11 năm 2020. Trung tâm Anh ngữ Ki English tại Cách mạng tháng 10, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 28 tháng 11 năm 2020. Quán cà phê Highland Phạn Hạnh Mon, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2020. Quán karaoke Đường Thanh Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh từ 22 giờ đến 23 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2020. Phối hợp với lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng tổ chức giám sát quản lý chặt chẽ tất cả các đối tượng trở về từ nước ngoài, đặc biệt là các đối tượng về nước qua các đường mòn, lối mở và từ vùng nguy cơ có dịch, từ vùng có các trường hợp có người nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân các xã Xì Lờ Lầu, Vàng Ma Trải, Giào San, thị trấn Phong Thổ tăng cường các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán tại khu vực chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Căn cứ nội dung công văn này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình triển khai phòng chống dịch theo đúng quy định. Thay mặt Ủy ban nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mai Thị Hồng Sim.